Hi everyone, here's Lina. And today I will show you how to make the soup for the pho, for the noodle. So today, bong on my pet tang ok nia, khnyom Lina, ngay nay khnyom nang bang hang bong on tang ok nia, pi robiep thver soup. Yeung hop chmuoy ka tiew. Look at my big pot for the soup. Here I got about 10 liters of water. And I already prepared the chicken meatball. Here first, we turn the heat on and heat up the water. Need to bowl this, you might learn how to dump the meat. Dump the meat. And I will show you what to go in the soup. I keep them on hand. Green the yum that Joe the knong soup. All the stuff that I gonna put in the soup. Here I got 3 pounds of beef. Today I use only the meat, no bone. This yum means that go 3 pounds. High tier, moy kilo kala. Nhóm pra sạch, lực này nhóm pra đã sạch chế, ổn miền đạc chân sốp ế, đạc đã sạch ngáo. Hai. Sugar, a quarter cup. Score só, mùi phiệt 1 cup. 2 tablespoons of salt. I đang bỏ lấy bây sạp rìa bái. And I use the beef flavor paste, 1 jar. Of 16 ounce big flavor pan. Hai khiom pra kreung katieu ni, kreung ruoch chiet saich ko ni, muoy kao nang 16 ounce. Pa hai chi 4 kham ka la. 454 gram. 1 jar muoy kao nang mao. And big flavor broth. Hai nang am sao ni, ka chop. About 2.7 ounce, 75 gram, flavor broth, masao sạch cô, masao chiết sạch cô, and salt. And here some kalanga, rụng đến, and some lam lip, and then slip croat. Kalanga, about 2 ounces of kalanga. And about 10 lamb lip. Slip croat, phải chỉ đập slip. And rụm đen ní, phải chỉ 2 ounce. Phải chỉ cả lạc khăm. First, we heat up the frying pan. Dường ba lớn đặt teo tụi môi ở cái đài máu. And we put in the kalanga and lamb lip. Hay dường đặt rụng đen hay nâng sạc rồi nhí linh về chùi á. We gonna roast it on the frying pan on medium high heat until it smells good. Nhưng linh về ai về miên khuẩn chùi á. Thơ we put it to roast about 5 minutes. Smells good. Đặc biệt là không tiền nâng á. Lên việc phải hai chiếc răng để tìm thấy vì chúng ngồi ấy. And we turn the heat off. Rồi dựng mật phần á. And we want to put this in the soup. Ai dựng đặc biệt cho không năng sụp á. Nếu nhầm đam tật ở vị trí phù hết. And we put this in. We put the color of kalanga and lamb lip in. Dương đã rụng đen và dương là liền việc nóng tè đấy nhé. Hay nâng slip rồi nhấn chô lên.
then we cut the beef into cube. Hay dân cắt sạch cô ní đông đông máu. We cut the beef into cube about 2 inch. About 2 inch square. Yeah. Dân cắt sạch cô và hai chia 2 inch. Đông 2 inch chân máu. Here I already cut the beef into cube, about 2 inch square cube. And if you cut the core, tau chỉ đom đom á, và hai chỉ 2 inch, hai chỉ 2 inch, đom đom 2 inch gray. And we gonna put this into the boiling water. I khiom đặt đặt the core ní, tau khi nào mà tắt cái bông bông á, tắt sập bông bông. Here the soup is hot. It's not rolling boil, but it's hot. We can add in the beef. We are con phu mẹn tên á, hôm nay mình đào ấy. Dân ai đã sạch cô bán. Here I already put all the beef in. And this khi ông đặt sạch cô đang cho tàu không này ngay. I took all the beef này đặt ngay. And let it bring to the rolling boil. We want to cover it. And still on medium high heat. Hay grob vía dựng bạc lường cái đau là mổm. Tục ai viết phút này là ngay. And bring it to rolling boil. Yeah, the soup is boiling right now. And this tập soup bắt một phút ấy. Gonna put in 2 tablespoons of salt. Dựng đạm bở. Đạm bở 2 slab 3 chỗ. And 1/4 cup of sugar. High score, 1/4 cup, đặt chỗ nó. And 1 pack of beef flavor broth, 2.7 ounce. And dân đã mà sao rút chiếc sạch cô đi mà cái chọc chỗ nó. And we put it 1 jar of beef flavor paste, 16 ounces. Hai dân đã kêu cái tiêu ní, mà cao ní, dân đã bị chô lớn. 400 gram, 454 gram, 454 gram. Now lower the heat. And let it simmer about 30 minutes. Hai dân bật thoi phleung. Thoi phleung ai viên nơi phúc tích tích nâng thai chia 30 biệt tí đấy. Dân bật mình quá dư với phụ ấy viên mình mến cho ăn sụp nó sạch nâng á. Vì chập cho ăn. Hai viên miên chịt nó nâng thai chia cả lạc màu. Here after on low heat about 30 minutes. Nè, bắt đầu pi cả lá mao ngay, dùng đặt lên tít tít cả lá mao nè. Everything is good. The flavor come out together. À, chiết ấy với chén chỗ này ở hay. And it's time to add the chicken meatball. Bên này dùng dân đã chicken meatball ba này, dân đã hạt chó.
And that's it, that I got the soup for the noodle. Hi, hi, and it's young man soup, some rap, hope you boy get the And that's how I make the soup for the noodle. This is a little bit of the soup some wrap hope white tail. And it tastes good. I think I'm going to put the bun on the bone. I'm going to put the bun on the bone. I'm going còn tay khi ông đặt bàn nắng trong lụa tới là mồ mà bạn đi if you can adjust your taste but this it tastes good to me.